Còn vào chiều 29 tháng 7, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy cho các hộ nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn. Do kinh doanh những mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn nên người dân rất chú tâm trong các bài học và nắm vững kiến thức để chủ động phòng ngừa sự cố. Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Ủy ban dân phường Hàng Gai đã nêu bật mức độ nguy hiểm của các vụ cháy trong thời gian gần đây, đặc biệt là các vụ cháy ở các hộ nhà dân kết hợp với kinh doanh. Nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do ý thức của người dân chưa thực hiện tốt về việc phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện xuống cấp, lối thoát nạn bị cản trở do sắp xếp hàng hóa, không có lối thoát nạn thứ hai. Đặc biệt, người dân còn thiếu các kỹ năng xử lý, sử dụng bình cứu hỏa ở thời điểm hỏa hoạn mới phát sinh nên dễ dẫn đến thiệt hại lớn. Trang bị cho các hộ dân những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, những nguy cơ mà có thể xảy ra cháy nổ trong quá trình sinh hoạt. Từ đó thì để hướng dẫn cho người dân những cái cách thức để làm thế nào đó mà giảm cái nguy cơ cháy nổ tại hộ gia đình. Thế còn thứ hai nữa đó là hướng dẫn cho các hộ dân, hộ kinh doanh về các cái biện pháp để đảm bảo được an toàn tính mạng khi có cháy xảy ra. Đấy là hướng dẫn cho người dân là các cách thoát nạn, thoát hiểm. Cũng trong buổi tập huấn này, lực lượng cảnh sát đã trực tiếp hướng dẫn cho người dân cách thoát nạn, phòng chống khói, khí độc trong môi trường đám cháy, cách sử dụng bình cứu hỏa hiệu quả và an toàn. Sau phần lý thuyết, các hộ kinh doanh đã được hướng dẫn và trực tiếp thực hành xử lý các sự cố cháy ga bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Gia đình tôi thì kinh doanh mặt hàng là hóa chất, thì gồm những sản phẩm như kiểu dung môi, thì những sản phẩm này thuộc dạng rất dễ cháy. Nên những cái buổi mà được dạy về phòng công tác phòng cháy như thế này nó rất là bổ ích và có thể giúp cho mọi người có những kỹ năng cơ bản để có thể bảo vệ bản thân khi mà điều đáng tiếc xảy ra. Đối với phường Hàng Gai chúng tôi thì có đặc thù hơn, đó là phường phố cổ với rất nhiều ngõ nhỏ sâu đấy, và các nhà hộ dân thì lại là đông người, diện tích nhỏ, lối thoát hiểm thì lại khá là hạn chế. Và đặc biệt là trên địa bàn phường thì có tuyến phố Hàng Hòm là kinh doanh sơn và các loại dung môi hóa chất, thì cũng là tiềm ẩn nguy cơ rất là cao của cháy nổ. Ý thức được điều đó thì những năm qua Đảng, Ủy ban nhân dân phường luôn luôn coi công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn là công tác trọng tâm, chỉ đạo xuyên suốt trong chương trình công tác của toàn khóa của Đảng ủy phường hay là chương trình công tác hàng năm của Ủy ban phường. Người dân tham gia đầy đủ lớp học tập huấn và thành thạo trong thực hành chữa cháy sẽ được cấp giấy chứng nhận. Với đặc thù khu vực phố cổ, nhà cửa san sát và nhiều ngõ nhỏ, nên phòng cháy ngay từ các hộ gia đình, hộ kinh doanh đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ và cũng từ đó chuyển hóa những khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ thành khu vực an toàn.